Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 3 tháng 4, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các dự án công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố Yên Bái. Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Giới Viên thành phố Yên Bái là công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư là 650 tỷ đồng. Cầu có chiều dài 518 mét, đường dẫn hai đầu cầu dài hơn 242 mét. Điểm đầu tại ngã tư giao với đường nối quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa phận xã Văn Phú. Điểm cuối tại nút giao quốc lộ 32C mới và là điểm đầu tuyến nhánh phụ 2 thuộc dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa phận xã Giới Phiên. Cầu được thiết kế vĩnh cửu gồm 10 nhịp dầm. Các mố trụ cầu bằng kết cấu bê tông cốt thép đổ tại chỗ, đặt trên hệ móng cọc khoan nhồi. Công tác giải phóng mặt bằng đến nay cơ bản đã được thực hiện xong, có 40 hộ đã nhận tiền đền bù. Mặc dù thi công trong điều kiện thời tiết khó khăn, nhưng ban quản lý và các nhà thầu đã nỗ lực thi công đến nay hoàn thành 43 trên 102 cọc khoan nhồi. Đang thi công các cọc khoan nhồi tại trụ T8 và đóng khung vây trụ T8, thi công bệ trụ T6. Tiến độ đáp ứng theo kế hoạch đã phê duyệt. Dự kiến hoàn thành thi công cọc khoan nhồi, bệ thân trụ T5, T6, T7, T8 trước ngày 16 tháng 6 năm 2022. Giá trị ước đạt trên 43 tỷ đồng, đạt 7,3%. Sau khi kiểm tra thực địa công trình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn và đoàn công tác đã nghe ban quản lý và đại diện nhà thầu thi công công trình cầu Giới Phiên báo cáo tiến độ. Các đơn vị cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái, Hội đồng giải phóng mặt bằng sớm giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trong tháng 4 năm 2022. Tiếp đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai và dự án đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Các công trình đang được các ban quản lý và các nhà thầu khắc phục khó khăn về thời tiết, nhân vật lực để thi công đảm bảo tiến độ đề ra. Tất cả các gói thầu đều đã thi công đảm bảo trên 50% kế hoạch giao, thậm chí có một số gói thầu đã hoàn thành đưa vào khai thác. Hiện nay vướng mắc lớn nhất của các nhà thầu là mặt bằng để thi công. Các đơn vị liên quan đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thành phố Yên Bái và các đơn vị liên quan thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân xong trước ngày 30 tháng 4. Trong đó cần ưu tiên giải quyết mặt bằng các vị trí, địa điểm cụ thể. Đặc biệt trên tuyến đường Bảo Lương, Điện Biên, đoạn từ đường Điện Biên đến khu tái định cư số 3. Kiểm tra thực tế tiến độ thi công các công trình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của các ban quản lý và các nhà thầu thi công trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Đồng thời nhấn mạnh, đây là những công trình dự án trọng điểm của tỉnh. Vì vậy, các cơ quan liên quan cùng với thành phố Yên Bái cần phối hợp vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đền bù theo quy định của pháp luật và có phương án đảm bảo tái định cư cho các hộ dân cần di dời. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hộ dân còn lại nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư để triển khai xây dựng đảm bảo tiến độ các dự án. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng lưu ý trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, cần công khai, minh bạch nhưng theo hướng có lợi cho dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đồng chí cũng yêu cầu các ban quản lý dự án tiếp tục tăng cường chỉ đạo, phối hợp cùng các nhà thầu, tập trung nhân vật lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa các công trình vào sử dụng theo đúng cam kết. Thành phố Yên Bái cần tiếp tục vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, đồng thời xây dựng phương án cưỡng chế đối với những hộ dân cố tình không bàn giao mặt bằng để thi công các dự án.